Đây, hệ thống khóa từ của Halfway có rất là nhiều. Mình sẽ tham quan căn bếp trước nha, bước vào căn bếp này. Đây là bạn Châu, team của mình. Mọi người vào đây. Bên này cái góc này là sau này mình sẽ để một cái tủ lạnh ở đây nha. Và đây là căn bếp. Mặc dù là căn 1 cộng 1 gần như là 2 phòng ngủ, nhưng mà bếp rất là to và rộng, dành tặng cho chị em nào yêu thích nấu nướng. Bồn rửa cũng là của Halfway luôn, cho gia đình nào mà có cấp bồn. Nè mọi người xem bếp từ nè, hiệu Bosch sò đằng rất là xịn luôn, máy hút mùi rất là hiện đại ha. Cái bếp này nguyên một dàn của Halfway. Cái này là mở bán từ năm 2017 và mới bàn giao từ tháng 9 2020. Ở đây nè có nguyên một cái kệ luôn. Ok, mình đi xem ban công nhé. Tí này mình sẽ đặt một cái bộ sofa ở đây, và TV ở đây. Đây cái hệ thống máy lạnh. Ở đây khi bàn giao á, là bàn giao cơ bản, nó là cơ bản nhưng mà khá là đầy đủ rồi, chỉ cần mua nội thất bỏ vào thôi đúng không? Đây nè, đây là khu nội khu. Một chút xong người nhìn xem đó, từ đó. 6 là hồ bơi đang làm chuẩn bị để sử dụng. Đây là xong. Đó, xong về quận 2. Chưa có xong, rất thoáng. Ở đây là tầng 23. Ở đây thì mình có thể vừa tắm bằng cái vòi to như vậy và cái này. Mày không thật sao vừa? Sợ bị ướt. Ok, bây giờ mình đi vào xem hai phòng ngủ thế nào nha. Có phòng chính. Đây là phòng chính. Cái này là 1 cộng 1 chứ không phải là 2. Tại vì phòng kia có thể mình làm phòng ngủ, phòng em bé hoặc là phòng làm việc. Thì đây là phòng chính. Và khi bàn giao có luôn tủ quần áo rất là xịn sò ha. Căn này giá bán là 5,8 triệu mà vô có đầy đủ mọi thứ luôn, mình không cần phải lăn tăn suy nghĩ hay là lộn thất gì con là. Đây nó mới lạnh nè, mới lạnh là cũng tuyệt vời. Và cái từ phòng ngủ này mình cũng nhìn thấy view sông và view nội khu, tiện ích nội khu. Xong quận 2 đẹp quá. Bây giờ mình xem cái căn phòng nhỏ của căn hộ ha. Thì cái phòng này cái phòng này mình vừa có thể làm phòng cho trẻ em hoặc là làm phòng office, phòng làm việc. Từ bức tường này nè, mình có thể